chào các bạn. Ủa chưa mà. Rồi, nó có, đây là phát trực tiếp bà con. Từ đây tối. Hai, xin chào các bạn. Rồi 1 2 3 vô. Hai. Xin chào các bạn. Mình là Đại Lâm, vua đồ dò, tào lao chạy với đau nhất trên thế gian này. Hôm nay mình vui được ba cứu con ba miếng đất ở Tây Ninh. Đại anh em buổi cơm trưa bóng chuyền Phong Long, xin lỗi, bóng chuyền Phong Thủy Lý Đình và Lý Đình đến từ Ba Chúc. Và ông bầu nhân trẻ hiện tại bây giờ đang hot nhất của Gò Xoài và khắp nơi ở Bình Dương, Đồng Nai. Ông bầu nhân trẻ nha. Còn Minh Vui ơi, ba của con. Còn các bạn biết Đại Lâm chào lao chào bên đây như thế nào rồi. Ở đây cơm rất ngon các bạn ơi. Mà quan trọng là ăn xong nhớ để tiền lại nha, chứ đừng có đi luôn là được rồi. Ok. Ok man. Đấy các bạn ơi, ông bầu nhân ghê gớm không nữa. Ông bầu nhân hiện tại giờ bầu trẻ đang hot. Còn Lý Định mà ghiền cơm chỗ quán này đến nỗi từ Ba Chúc còn lên ghé quán này ăn ủng hộ mấy anh chị em cô chú đây luôn à. Quá ghê. Còn đây là bốc vàng Phong Long, ý bốc vàng Phong Thủy các bạn, đẹp trai không? Đấy, Minh Vui là một trong những cao thủ ba cứu con, hôm nay cái đầu đẹp trai quá. Quá đẹp trai, quá xuất sắc. Ba tên Ninh nhìn con nha. Ok men. Giờ món ăn chưa có gì, có đậu bắp con đậu rồng. Có đậu rồng không các bạn ơi? Làm miếng đậu rồng tiếp tính sao nha. Ok. Nè quay lại nè. Đây lực quá ta. Rồi. Đây nè. Mà cho nhờ kì. Tối qua rồi. Tối rồi rồi. Có cơm lên chứ mà nó bụng quá đó rồi. Ăn cơm nước mắm cũng được. Các bạn nào có ăn trưa thì ăn em với tập thể anh em chúng tôi nha. Okay, mình vui nè, chúng miếng đất trên Tây Ninh đãi anh em ăn cơm ngon, canh chua cá hú lương xào xá ếch, cá rô bí cơm cháy luôn các bạn ơi, quá này ngon. Ok, quá ngon. Anh vui mà nhậu gì vô hàng. Vô hàng. Vô. Hai. 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 Hôm trưa các bạn ơi, mình ăn bầu nhân chiếc kèo này nha. Mình vừa 7, bầu nhân 3. Giao kèo là 3-7. 3-7. Ghê ta, mới phá vô 7 xe mà trời. Quýnh tại chia đều hết không? Quýnh ăn có một cây mới thua. Châu. Đó, đó là chị ngu ăn nhưng mà ăn còn dính luôn không? Đúng không? Không gì mình không vậy. Cứ gì nữa không kèo mà thôi. Đây là đậu rồng này dưới quê các bạn. Thật sự là chấm gì? Chấm chua. Nói gì chuẩn bị tới ông bầu nhân mập sẽ bầu cho bộ 4 của Tây Ninh đi các bạn. Lâm Văn Bền, Triều Vĩ và Quỳnh Thái, Thái Salem và Minh Vui Triền Hai. Ông trời nhìn kỹ ghê ta. Sao cái ngày gì mà chúng tôi toàn đồ đen không các bạn ơi? Bỏ. Này không biết là có hẹn gặp nhau nghe chưa. Bộ 4 đó giờ Quỳnh đang ai đâu trời. Các bạn nào có tiếp bộ 4 trẻ vừa vừa thì Đại Lâm nói cho nghe.
Lâm Văn Bền, Minh Vui chị hai, Triều Vĩ biên số 4 và Thái Salem biên số 2. Sổ nhiều cây tại Gò Sòi, tại ông ba ba Minh Vui mới bán miếng đất cho Minh Vui vô hàng chơi đi. Gặp bên bầu nhân trẻ đang lên đó, đệ tử của Chí Thông ăn 5 gói 7 gói cột bao lại đi, còn thua 10 năm 20 cây mở bao chơi tiếp đi, hết vốn cháy tôi. Chưa sập, chưa sập. Lâu quá ta. Hai Lý Định ơi. Ai chào Lý Định? Lý Định chào. Hai chào đây anh nha. Hai. À, các bạn thấy bóng chuyền phong thủy hiện tại bây giờ đang tác nghiệp ở Gò Sòi và số 2 Đỗ Thừa Tự, quận Tân Phú, và đang làm chữa nhiều chứng bệnh đau nhức mỏi tại Gò Sòi các bạn. Các bạn nào có bị đau chức nhức mỏi gì lại Ly Định làm luôn các bạn. Hai. Ôi trời các bạn ơi, nhìn đâu bắp cái thón cái món gì? Cá rô bí các bạn ơi. Trời ơi. Một lần mấy cái Ly Định. Đây mình sẽ trời ơi, cá riều rô bí các bạn ơi. Cá rô non ở quê mình mới đem lên. Đấy. Cá rô bí cầm cháy các bạn ơi, chết luôn. Trời ơi, chết tôi. Trời. Nhưng mà quên đó, nhắc lại các bạn nha, kèo này ông Nhân Mập bầu Nhân Mập 3, Minh Vui 7, chia đều. Quá ngon các bạn ơi. Cái gì? Không, thôi, thôi, các bạn ơi, thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Hai. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay biết ngày gì mà chúng tôi là hắc đen. Hắc đen mình lại ngủ đen. Ngủ đen là người người ngủ đen. Xin lỗi các bạn, mắt của Đại Lâm nó nhẹ nhẹ các bạn, nhìn thấy các bạn lo chào, xin cảm ơn người nha. Chưa lên vui nha. Cùng với phóng viên phong thủy Minh Vui chuyện hai ba ba phút con bầu trẻ nên và ông Lý Định đến từ 30 ban nhạc. Từ 30 ban nhạc lên ăn cơm, các bạn biết quán cơm này ngon cả nào nè. Mày mày cả nhà ăn cơm. Để ông nào. Con trắng vô đây. Con trắng vô đi. Tôi chỉ đổi thấy bà cố rồi. Không mà tôi cháy đâu, tôi cháy rồi, tôi cháy rồi, nhanh. Con trắng đi, con trắng đi. Các bạn có thứ gì chịu đổi các bạn ơi. Trời ơi, đau luôn. Hai. Ngon nè. Lai làm được. Rồi các bạn, cá rô bí nha. Để mở thứ gì chịu đổi. Dễ đỡ lắm. Các bạn nào mà chơi banh bóng á, ớt cài căng ớt, căng ớt, các bạn biết thế nào căng ớt thì sẽ biết. Mình vui ngày nào cũng căng nha các bạn. Căng ớt thì sẽ biết các bạn ơi. Mấy đèn lên cho, mấy đèn lên. Mấy đèn lên cho, mấy đèn lên.
Gặp bằng đũa luôn, té cơm. Mày tính ở nè. Các bạn nào có đam mê bóng chuyền nha, chiều nay 3 giờ gì đấy tại sân hẻm 23-1 Dĩ An, sân của Di Béo, kèo kỳ 2-2 giữa sân Di Béo và Quỳnh Ngáo nha các bạn. Đấy là kèo kỳ 2-2 nha. Còn ngày mai 14 giờ cũng tại sân Dĩ An của mình nhí, đường Hai Bà Trưng, sau lưng sân vận động Dĩ An mới bây giờ các bạn, quán cà phê Như Ngọc. Ngọc Như gì quên rồi các bạn ơi, quán cà phê Ngọc Như, quán cà phê Ngọc Như của mình nhí nha. Kèo đôi công phát trắng, cửa Đông Sang 2000 Bình Định gặp Khải của Di Linh Lâm Đồng. Còn tôi là Bình Điền Viên, tao lao chào bà đau nhất trên thế gian này. Các bạn cũng biết đấy. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn nè. Bây giờ ăn cơm cái đây bạn ơi. Hai, trời ơi các bạn ơi, chưa đủ còn lương xào chớ nữa các bạn. Một cái rồi cá hú lên cái coi. Ôi trời ơi, thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Trời ơi, ông Nhân Mập không ăn gì vừa thôi, ông Nhân Mập ơi. Thứ gì chịu nổi ông Nhân Mập, ông bầu ăn quá, ông bầu một. Cái này khỏi biết gai gì nóng được rồi, ăn nóng mà ngon. Rồi. Quá ngon các bạn ơi. Quá ngon. Thì đây là này này. Ôi giời, cái món đâu quá ghê. Nhìn vậy nó mắm ớt không mà ăn nước mắm đi, ăn ớt cay lắm ông nội ơi. Ăn ớt gì cắn ớt hả? Các bạn nào cắn ớt thì vô sân banh các bạn sẽ biết như thế nào cay như thế nào nha. Chú ăn đi giống. Ok con. Làm gì? Chú ăn cơm trái luôn hả? Trời ơi, bữa nay cô tiếp viên mặc đồ đen luôn, bữa nay không lẽ là ngày gì mà đen thù lụi trời. Vô hàng em ơi, cá hú, cá hú. Ôi, hai. Làm đi, mấy ngày ngon này chứ. Bây giờ là có cái chua cá hú nè, cá bí, đậu bí nè, bánh tráng nè, chân chảy nè. Bây giờ còn thấy cái lương trời cá ớt nữa các bạn ơi. Em ơi, lấy cho anh ba. Mà như bà con chị ơi, em miếng tấm mỡ chị. Biết làm sao nó mập rồi đó. Đang mơ tấm mỡ. Đang ăn lại con gì nữa. Đợi mấy ly đi coi. Nhanh nha. Ô
Ôi dồi ôi các bạn ơi, nhìn cái để cơm cháy các bạn ơi. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Quên nên trang trí này cho nó đẹp. Thôi ôi thứ gì chịu nổi nè nè. Ôi cơm cháy bạn. Bẻ miếng cơm cháy nè, nó nè. Trời ơi trời ơi nóng. Nó nè. À ngon các bạn ơi. Nó nè. Cơm vui không các bạn ơi. Trời ơi, nhân mập ăn gì vô không nhân mập ơi. Hai. Hai. Nhân mập ăn thứ gì chịu nổi không nội. Cài quá mọi. Đây đây. Trời ơi ngon. Trời ơi mà ngon nè. Thật sự khi nào mà gia đình mình lười ăn á, đến đây nha, cơm chảy cá rô bí nè,
cá chốt kho tộ kho quạt nè, hấp dẫn nha. Cá tai tượng cuốn bánh tráng nha. Canh chua lương, lương xào xả ớt, ớt xào xả ớt, canh chua cá hú, đậu rồng. Quá đã các bạn ơi, thật sự là dạ dạ tao thử gì cho mỏi dạ bạn. Quá xuất sắc. Còn lương xào xả ớt đâu? Ông Bầu Nhân lần đầu tiên bước vô cái quán này, ông Bầu Nhân ông khen đủ thứ các bạn. Mà ông giao kèo là 37 á nha. Ông ba mình vui 7 kèo này nha. Ồ trợ mặt ông ai tính mở quá người. Đó đâu với ta. Cá rô bí, cá rô bí. Đúng lắc máy rồi. Bạn ai mà không bị bảo bị gì ta? Hết rồi. Lương đâu hết cơm rồi, lương đâu? Có ăn nó nọ rồi. Có lâu chưa gái? Lương xào xả ớt á. Mấy bông rồi lâu vậy. Mấy bông rồi chứ. Năm bông rồi to luôn rồi. Ôi trời ơi các bạn ơi, thật ra là đậu rồng quá ghê. Ngon quá các bạn ơi. Đó, mình vui ăn cơm cháy bá đạo các bạn ơi. Cái mỏ mình vui ăn này thấy gì thứ gì chịu nổi. Quá ngon các bạn ơi. Quá đi các bạn ơi. Hai. Đây là phong cảnh đơn sơ đây, cái quán này bình thường đó, bình dân các bạn, nhưng mà thật sự đồ ăn rất ngon các bạn ơi. Có chim chào màu hót luôn nha các bạn. À. Có chim chào màu hót cho nghe và đang ăn cơm luôn nha. Dạ. Dạ. Bữa nay gò xoài yên ắng nha bà đi. Thằng Thỏ mất kính nói dạ sư phụ ơi con đói ơi. Trời ơi. Ngủ cho cô vô đi Thỏ mất kính ơi. Ngủ cho cô vô đi mà kêu đói cái gì. Ôi Thỏ mất kính ơi thật sự quá ngon Thỏ mất kính ơi. Mình vui năng tàn sát năng. Trời ơi, đây là chén thứ 5.5 nha các bạn. Chén thứ 3. Thứ 5.5 các bạn đừng có đùa. Nhân mập năng 5 chén rưỡi rồi kìa.
Tép mỡ kêu sao? Tép mỡ kêu lần tô. Trời ơi, sao lương lâu như vậy? Rồi. Các bạn ơi, anh em của Đại Lâm đang đói quá mà lương của bà chủ này mới làm lâu quá các bạn ơi. Cái này là giống như Trạng Quỳnh á. Bây giờ các bạn xây qua các anh chị của mình nè, bộ lão nè. Thấy chưa? Đó, các anh chị bộ lão mình tư vui không? Ok, chúc cho các chú các anh chị bộ lão mình sức khỏe nè. Ok chú. Không, cái đội của em là cái đội ăn anh ơi. Cái đội này phá ghê lắm, ăn quá. À quắn, ăn quá. Ủa nhưng mập không ăn thì vừa đâu, mập không, cái bụng ghê quá mập ơi. Nhưng mập ăn ghê thật á. À, cho nhà mập con cái bình thường. Trời ơi, sao chờ lâu quá vậy? Thanh niên điện. Đô. Hai. Con ăn cơm con. Cơm này ngon quá con, mà nhìn thấy như là con đang trên xe, con đâu đói bụng đúng không? Ông Thạch Đen này các bạn ơi. Ông Thạch Đen ông đang đi đâu các bạn ơi? Ông đang dĩ an ở đâu vậy Thạch Đen? Đây, ông Thạch Đen đang vô hàng luôn ghê các bạn ơi. Ôi trời ơi, chuyến xe xuống Dĩ An. Chúc các bạn chuyến đi lành mạnh nha. Lành nhất là giữ nghèo. Làm kèo 33 coi. 33 kèo nào. Ông bên Thái với con Trinh đó, ông bên đây 34. Bên Thái với ai? Với gì mình vui đúng không? Đến cầu con Trinh. Mình ông càng, mình ông thập một càng chắc xả đi. Là bên Thái vui rồi bên kia là ai? Nói lại coi. Quỳnh Ngáo với Quỳnh hả? Hoàng hả? Ngáo Hoàng ca. Thôi bây giờ con gặp cái ông bầu trẻ của con đi nha. Ông bầu trẻ và ông tương lai của ông đang ấy nha. Ông gặp bầu trẻ cấp độ đi nha con. Nha, gặp bầu trẻ đi. Quỳnh Ngáo Hoàng với đại ca nha. Quỳnh Ngáo Hoàng ca hả? Trời, muốn lương nữa. Không thấy muốn lương đâu trên trời. Quỳnh Ngáo Hoàng ca đi nhận á. Quỳnh Ngáo Hoàng ca đang cắp kèo luôn các bạn ơi. Ông bầu nhân đang nhận kèo luôn các bạn ơi. Đang nhận kèo các bạn ơi. Đang nhận kèo luôn các bạn ơi. Mời anh lên thì tiền thì không phải vấn đề rồi, nhưng mà cắp vừa làm chứ kìa. Không có hoài lắm. Thôi bây giờ chắc vào bếp luôn á các bạn ơi. Món lương đâu? Mai đang đâu anh? Trời ơi. Trời ơi, xuống nó có kẹo đâu, chú làm gì? Diễn hà hả? Chú làm trái đó chứ gì chú làm? Chùm ruột Thái hả? Chùm ruột Thái. Ở trong khi chờ đợi món lương các bạn qua coi chùm ruột kem ruột Thái nha. Có trà màu luôn nha. Ai có con chim vàng màu à, chùm ruột Thái luôn nha các bạn. Mà trong khi chờ đợi nha. Hai cái chùm ruột Thái. Trời ơi, lương lên nè các bạn ơi. Lương lên. Rồi, lương lên. Rồi, lương lên các bạn ơi, lương xào chớ các bạn ơi. Ui. Ôi thơm các bạn ơi. Múc lên đây. Ông bồng nhân ơi. Ôi ôi. Thứ là tặng. Thứ gì chưa nổi các bạn ơi. Trời ơi. Ôi đã rồi. Ơ thành xã. Rồi vô tiếp tục đi. Rồi tiếp tục hành trình. Trên đó thường sao. Hậu quốc đi các bạn ơi. Ôi ngon quá các bạn ơi.
Mày đi con. Ở luôn xào xá nha. Cháo này chấm đậu rồng, đậu bắp gì ngon nha các bạn ơi. Trời, ngon nên sao chứ. Cái gì? Sao mà đi làm đem trắng rồi ba gì á? Anh bắt tôi bỏ lên xe giờ anh lại nói là tôi ăn canh chua với anh lương xào xá. Cá rô bên đích cá gì ta? Rô bí. Cá rô bí co co. Dạ. Có học đây rồi. Dạ hôm qua mai sáng làm nước nhiều quên. Mai sáng con làm nước nhiều quên. Dạ con ăn cái nha. Các bạn ơi, bà của Minh Vui Điện nói còn mới bán thêm miếng đất nữa rồi. Các bạn ăn thoải mái đi. Chúc cho bà Minh Vui luôn sức khỏe nha. Ok men vô hàng. Ok men vô hàng các bạn ơi. Rồi chúc các bạn buổi trưa ngon miệng nha. Chiếc. Ôi ngon quá các bạn ơi. Rồi. Bye. Hi, bye bye các bạn nha. Chúc các bạn vui chơi các bạn nha. Hồi tối nay thật sự quá tuyệt vời rồi ở đây. Nhìn kỹ ra nha các bạn. Cá rô bí nha, tép mỡ nha. Tép nữa. Tép mỡ luôn nha. Tép nè. Tép mỡ. Đấy, xào xớ luôn nha. Bún chìm không thủy đâu, múc lên các bạn ơi. Thứ gì các bạn ơi? Thứ gì cho nổi các bạn ơi? Canh chua cá hú hết rồi các bạn ơi. Nặng quá ăn rồi các bạn ơi. Ok men. Chúc cho các bạn một buổi trưa ngon miệng nè. Hôm nào các bạn có rảnh rỗi dẫn người thân gia đình tới đây nha. Các bạn chào bà con cái kia. Hi. Chào bà con. Ok men. Okay.